chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của công ty Thế Giới Bảo Vật. Thì hôm nay em xin hướng dẫn mọi người cách để mình có thể là cài cổng LAN đối với những dòng máy để bàn khoảng vô đất ha. Thì mình sẽ cài driver và kết nối bằng cổng LAN chứ không phải sử dụng bằng cổng USB thông thường. Thì để làm những việc này thì mình chuẩn bị giúp em trước lắm một sợi dây mạng LAN á, một đầu RJ45 á, một đầu mình kết nối với lại là cái modem mạng hoặc cái mạng ở trong văn phòng của mình. Và sau đó thì mình cắm cái sợi dây mạng này với lại cái cổng phía sau, phía sau máy là có cổng LAN đó, thì mình cắm vào giúp em á, đầu RJ45 mình cắm vào cổng LAN. Thì cái video này thì em làm chung cho tất cả những cái dòng máy để bàn của hãng Godet nha mọi người, nên đều những cái dòng máy có model khác nhau như AZ520, 530 hay là RT863 hay là một số dòng để bàn của Godet thì mình cũng sử dụng chung một cách này. Rồi sau khi mình đã cắm cổng LAN vào, kết nối là một đầu máy và một đầu với lại mạng ở văn phòng mình, thì cái đầu này nó sẽ sáng chấp đèn ra. Rồi tiếp theo thì mình sẽ làm thao tác, đó là mình in test ra cái thông tin của cái dữ liệu đó. Thì mình in test là bằng cách là mọi người làm theo em ha. Đầu tiên là mình sẽ tắt máy nha. Rồi mọi người có thể nhận thấy nút fit ở đây ha. Thì có một nút màu vàng thì mình sẽ nhấn nút vàng này, sau đó mình một tay mình mở máy lên, tay này vẫn giữ nha, mình để ý đèn này, rồi nó chớp thì mình thả tay ra. Thì đồng thời thì trên máy sẽ nó sẽ chạy ra một vài tờ giấy và một có một số thông tin ở trên đây. Đây thì mọi người có thể là nhìn rõ ha, đây một số địa chỉ MAC này, địa chỉ IP này, DHCP gateway. Đây là cái địa chỉ IP là mà màng văn phòng của mình cấp cho chiếc máy này là đang là DHCP. Thì lát nữa em sẽ lên máy tính, em sẽ thao tác và hướng dẫn mọi người cách đổi cái địa chỉ này thành IP tính, hoặc là mình có thể sử dụng luôn cái địa chỉ này. Thì đã có địa chỉ IP này nghĩa là máy tính của mình đã kết nối được với là màng trong văn phòng, thì mình có thể là sử dụng nhiều máy in để mình có thể trò tới máy in mình tiến hành in. Như vậy thì vừa nãy em đã hướng dẫn mọi người cách có thể là mình in test cái những cái thông tin về địa chỉ IP ở trên máy in ra nha, ra rồi ha. Giờ tiếp theo thì em lên máy tính, em sẽ hướng dẫn mọi người cách để mình có thể là đổi cái địa chỉ IP đó theo những cái IP tính mà mình mong muốn. Và tiếp theo thì em sẽ cài đặt driver để kết nối với cổng LAN đó nha. Thì đầu tiên thì sau khi mà em đã in test ra thì này mọi người có nhớ là địa chỉ IP của mình đó là 192.168.1.165 125 nha. Rồi thì mình có thể là kiểm tra lại xem thử máy tính mình có kết nối được với lại cái máy in chưa, thì mình có thể là vào run ha. Rồi CMD, rồi mình ping tới cái địa chỉ IP vừa nãy 192.168.1.125 này, mình có thể xem là nó đã kết nối được ha, đã có kết nối, có tín hiệu tới. Thì mình tiếp theo là mình vào đổi cái địa chỉ IP thành IP tịt, tại vì lúc này cái địa chỉ IP đó là địa chỉ IP đóng DHCP cấp cho máy thì nó có thể thay đổi. Thì mình sẽ vào chỉnh thành IP tịnh thì sau này thì nó sẽ không thay đổi, thì mình có thể là theo một cái IP mình gán cho nó luôn. Mình sẽ đăng nhập vào cái địa chỉ IP đó 192.168.1.125. Thì mọi người có thể lên trình duyệt để mình có thể nhập vào ha, Chrome, Cockcock hoặc là một số trang trình duyệt nào đó thì mình có thể. Mọi người lưu ý thì nghĩa là cái wifi hoặc là cái máy tính bàn dây LAN thì nó cũng phải chung cái màng ngồi bộ của mình thì mình mới có thể kết nối được với nó, với lại cái máy in. Còn nếu mà khác màng ngồi bộ thì không thể kết nối được ha. Sau khi mà mọi người log tới cái địa chỉ IP này thì nó đòi tài khoản và mật khẩu. Thì tài khoản mật khẩu ở đây sẽ là admin, tài khoản là admin nha mọi người. Mật khẩu là 4 số 1, mọi người nhớ giùm em ha, 1 2 3 4. Rồi mình log vào. Rồi ok, sau khi mình log vào thì mình có thể thấy đây là thông tin của máy ha. Máy em đang sử dụng là AZ530, đây là version của firmware. Rồi đây một số là địa chỉ MAC, là địa chỉ IP của nó nè, 192.168.1.125. rồi NetMAC Gateway 192.168.1.1 đang tình trạng là DHCP, thì mình sẽ đổi của nó vào là configuration. Mình vào đây mình đổi cho em ha, còn DHCP. Đây, đây mọi người có thể thấy là đang là get IP from DHCP ha. Thì mình chuyển sang static IP là IP tĩnh.
và sau đó mình đổi nó thành một cái địa chỉ IP nào đó mà mình muốn gắn, ví dụ như là 125 150 130 gì đó, thì em đổi nó thành là 130 đi ha. Trước khi đổi thì mọi người cũng nên là kiểm tra xem thử máy tính mình đã có, mạng máy tính mình đã có những cái thiết bị nào đã được gắn cái địa chỉ IP đó chưa, bằng cách là mình cũng ping tới cái địa chỉ đó chấm 1.130 để xem có kết nối tới chưa. Này thì không có, thì hiện tại là chưa có kết nối, thì không có kết nối, không có thiết bị nào đang sử dụng cái địa chỉ là 130 hết, thì nên là ra là mình có thể đổi nha. Sau khi mà mình đổi thì mình nhấn vào submit, thì hiện tại là trên máy đã đổi rồi, thì mọi người có thể là kiểm tra lại bằng cách là mình tới mình in test từ trên máy ra, hoặc là mình có thể là ping tới lại cái địa chỉ IP lúc nãy là ping tới địa chỉ 130 nha. Những cái bước này thực chất em đang làm là kiểm tra lại thôi, còn nếu mà mọi người chắc chắn đúng thì mọi người không cần kiểm tra nha. Đó, nó đã tới đây nè, thì mình có thể log vào cái địa chỉ 130 thử xem thử nó có kết nối được tới cái máy chưa, có đét chưa, 130 đây, mọi người thì có thể thấy là log vào được rồi ha. 4.1 đây, đây là địa chỉ của nó là đang đổi thế này, là static rồi này, thì đây là IP tin rồi ha, máy này, địa chỉ MAC này vẫn như cũ ha, địa chỉ chỉ đổi địa chỉ IP. Rồi tiếp theo thì mình sẽ tiến hành là cài đặt driver cho máy in, thì để tải driver thì mọi người có thể là vào trang thế giới ma vật.com, vào mục hỗ trợ kỹ thuật, vào driver. Ở trong này thì có rất nhiều driver của các máy in ở hiện nay rất thông dụng trên hiện nay, thì mọi người có thể kiếm tới là mục là Godet, chọn là driver Godet EZ530. Rồi sẽ hiển thị ra một cái mình tải cái driver này về ha, thì em đã tải sẵn cái driver ở đây rồi, thì mình click vào sau đó là mình cài đặt, rồi chọn access ha, net này, có thể bỏ thịt ở đây. Yes luôn. Rồi mình cho hiện tại là mình sử dụng cổng internet nên mình chọn giúp em là network ha, internet này. Đấy nè, Godaddy thì mình chọn đúng cái mã máy EZ530. 530. Ở đây, 530 nha. Rồi. Thì mình sẽ tạo một cái cổng mới ha. Mình sẽ tạo giúp em một cái cổng mới ha. Đây. TCP/IP rồi net luôn này, mình sẽ nhập cái địa chỉ IP lúc này mà mình đổi cho máy là 192.168.1.130 net này, nó đang dò tìm. Ok, net tiếp, finish. Thì đây là mình vừa thực hiện cái thao tác đó là mình tạo cái port cho máy rồi, sau đó net để mình cài tiếp cái driver ha, mình có thể bỏ tiếp đi. Rồi sau khi máy đã cài driver xong thì mình có thể là vào control panel để mình kiểm tra lại. View device and print. Đây máy của mình là Godaddy EZ530, mình có thể là vào để mình xem lại cái port của nó này đang ở 192.168.130 nha. Thì mình có thể là in test để xem thử máy tính mình có kết nối được với lại là máy in chưa. Đây thì mình vào click bên phải trong print test, thì trên trên máy in đã có chạy ra giấy và hàng chữ test, thì thực hiện là mình đã cài đặt driver thành công, thì từ đó là mình có thể là mở những con tem thiết kế sẵn lên rồi mình tiến hành in bình thường. Thì cái mục đích của việc cài driver này và kết nối bằng cổng LAN này thì mình có thể là sử dụng rất nhiều máy tính trong văn phòng, trong cái văn phòng nội bộ của mình có thể là sử dụng để trỏ tới máy in mình tiến hành in. Thì vừa rồi em đã hướng dẫn cho mọi người xong cách mình có thể cài đặt và kết nối cổng LAN cũng như là đổi địa chỉ IP đối với những cái dòng máy để bàn của hãng Godaddy, thì mình sử dụng luôn cái cách này giúp em ha. Thì nếu mọi người có thắc mắc hoặc là cần hỗ trợ thêm, mọi người có thể liên hệ tới số hotline 1900 3438 hoặc là trang web thế giới ma vật.com. Nếu thấy video này hữu ích, mọi người có thể nhấn like và subscribe kênh YouTube của công ty thế giới ma vật. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người.